Xin chào bạn, trong quá trở lại kênh tôi với Thịnh. Video này tôi sẽ dẫn họa là cách bật cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của con máy Honor 8T Play nhá. Đây, con máy này thì nội địa thôi. Các bạn muốn chép file APK bên ngoài và cài nhưng mà máy nó sẽ chặn thì ta làm sao? Đầu tiên ta sẽ cài đặt. Ta sẽ kéo xuống chọn bảo mật. Ta kéo xuống chọn cài đặt bổ sung. Đây, nó sẽ cài tải xuống các ứng dụng nguồn gốc bên ngoài đây. Đấy, nó sẽ cho bạn tải xuống ứng dụng từ các nguồn bên ngoài. Và cài đặt nguồn bên ngoài thì nó sẽ có ứng dụng, ví dụ các bạn bật nó lên nhá. Ở đây thì các bạn bật ví dụ như tệp tin. Ta sẽ bật cho phép cài đặt tên. Đấy, bật ra. Hoặc trình duyệt. Tốt nhất thì các bạn cứ bật đến hết cho mình ở trong này nhá. Trong cái mục cài đặt ứng dụng từ nguồn bên ngoài nhé. Bật lên đây. Còn cái bật HDB thì các bạn bật ở đây. Đấy. Cả máy tính. Hồi vừa rồi mình vừa dẫn các bạn cách thực hiện bật cho phép cả đợt ứng dụng không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của con máy Honor Play 8T. Chúc bạn thành công. Quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng nhé. Chào các bạn.